ngọt mà nó không có vị chua nha. Nó có vị thơm của chanh dây. Ngọt, nó béo mà nó kiểu nhỏ giọt. Em muốn này tăng cân đúng đó. Ai nói ăn cá tăng cân? Đúng. Không, nhưng mà nó có ngọt quá. Đúng. Ủa, họ bỏ này vô hả? Lẩu mà. Kệ người ta đi. Trời ơi, mắc cười quá à. Thật ra mình cứ ăn thôi, quan trọng gì đâu. Anh nhỉ, ai nói kệ người ta chứ. Đừng nói ra nhau cho tâm, hồn đau khổ. Mà hãy ăn đi cho cái già nó vì... Đây. Ờ, đây. Ngon nhất ở cái miếng cá này khi có chanh dây vào là lửa chuẩn. Miếng cá nó thơm. Đúng rồi. Ngậy. Em là người miền Tây. Ô kệ em chết trời, miền Tây kệ em chết trời. Ôi miền Tây kệ em chết. Nhưng mà thật sự nó vô hoàng là cái món này em quá. Cá đấy. Em có thể ăn. Em muốn ăn. Em muốn ăn cháy. Canh chua cá bông lau nè, bún nè, rau cá nè. Nóng quá Hoàng ơi, ăn nhanh đi. Không, cái này mà nó ăn nó nhừ quá, chứ đừng có thưởng thức nữa. Nghe em, nghe cái nước nó vừa có vị chua của ma. Biết rồi. Cá nó ngọt, cái rau nó giòn. Thôi, tất cả các vị nó hòa quyện tuyệt vời. Bình thường thôi em ơi, không có phải cứ bình thường ở đây. Không, này ngon không? Em thấy là cái này nếu mà ở miền Tây thì người ta hay nấu là bị ngọt quá. Đúng. Nhưng mà ở đây thì không ngọt quá. Đúng. Chua vừa phải luôn. Đúng. Tất cả mọi thứ đều vừa phải. Đúng. Và ăn với bún thì là tuyệt vời. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng, đúng rồi. Đây, đây múc cho. Đây, đây múc cho. Đây, em để em múc, em múc. Đây, đây, đây. Cá nha, là cái món mà em thích số 1 đó, nó là hàng đầu đó. Nói về cá nha, là cái sự lựa chọn không bao giờ anh chọn. Ăn cá nó rất nhiều omega 3. Đúng, thông minh. Omega 6 rất là tốt, rất là thông minh. Mắt, có không? Nhiều DHA nữa. À. Rất là thông minh. Bởi vậy mấy người không ăn cá nhiều hay thua. Ơi, trong cá có rất nhiều canxi nữa. Tạo khung xương. Đó, nhìn quả này là biết là không không phơi nắng bao giờ da xanh thế kia. Cái hồng hào toàn. Thiếu canxi. Đấy chậm. Nếu mà tạo khung xương thì bên mình em chắc em chạy thua rồi quá. Em mà tạo lớp bì mỡ. Câu cá, dứa, ngọt tự nhiên. Và tất cả nó thấm đều vào nhau thì gọi là thấm đều. Hòa quyện lên luôn. Rồi. Nói chung là hai đội, mỗi đội thắng một vòng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tới với vòng thứ ba để xem nguyên liệu là gì và đội nào là đội bước vào đại tiệc. Thịt bò không những giàu chất sắt cho mẹ bầu mà còn là nguyên liệu tuyệt vời làm nên món ăn đặc sắc. Hãy cùng đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực khám phá nhé. Đầu tiên là món má bò hầm. Chào ôi, hấp dẫn chưa kìa. Hãy lạng bớt phần mỡ của miếng bò nhé. Tiếp theo, cắt cà rốt thành khoanh dày, cắt khúc thành ba rô, cắt đôi hành tây nhí và tỏi nướng. Bây giờ thì ướp má bò với ít muối và tiêu, rồi cho vào áp chảo. À, thịt bắt đầu săn lại thì trở cho vàng đều hai mặt nhé. Ôi, nhìn miếng bò xem, tôi cá là bạn không thể cầm lòng rồi đúng không? Tiếp theo, cho tất cả rau củ đã chuẩn bị vào xào nhẹ nào. Đừng quên thêm sốt cà chua để có màu đẹp mắt nhé. Bật mí đây, lá cỏ xạ hương này sẽ khiến cho món bò của bạn thơm nức mũi cho xem. Bây giờ thì cho nước dùng bò vào hầm thôi. Đừng quên cho phần má bò đã áp chảo vào hầm cho thật mềm nhé. Món má bò ăn kèm với bánh cơm chiên vàng mặt, rưới nước sốt hầm lên trên, thêm chút thơm nhẹ của mỡ hành, chắc chắn sẽ khiến bạn thích mê cho xem. Tiếp theo là một món ăn mới nhìn thôi đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn rồi. Ta-da! Chờ xem món tủy bò đúc lò có đủ sức thuyết phục bạn không nhé! Đầu tiên, cắt ớt, sả, củ riềng, hành tím, tỏi, rồi cho vào khay đựng. Tiếp theo, rửa ít dầu ăn và gia vị lên trên rồi đem đi đúc lò thôi nào.
các loại gia vị đúc lò chín rồi đem xay sẽ cho nước sốt như thế này đây. Bây giờ hãy quét đều nước sốt đẹp mắt lên tủy bò nào. Chào ơi, trông ngon mắt quá đi thôi. Sau đó thì đem tủy bò đi đúc lò nhé. Nhìn xem, sao mà hấp dẫn quá vậy? Tủy bò chín tới sẽ trông như thế này đây. Bây giờ hãy chần trứng cút vào nước sôi 60 độ để cho trứng lòng đào nhé. Món tủy bò đúc lò khi ăn tràn ngập vị béo ngọt của tủy, thêm cái thơm thơm của trứng lòng đào, kết hợp với bánh mì bơ tỏi thực sự là một món ăn kỳ diệu. À, anh chàng đầu bếp vui tính sẽ mang đến món gì tiếp theo đây? Hãy chờ xem! Đầu tiên phải ướp bò cho thật ngon đã nhé! Chỉ với chút muối và tiêu thôi là đủ rồi! Cùng đem thăn bò đi nướng thôi! Nhớ thêm ít dầu để miếng thịt không bị khô nhé! Trở thịt cho vàng đều hai mặt nào! Đến bây giờ thì bạn đã chảy nước miếng chưa nào? Quá hấp dẫn phải không? Miếng bò chín tới sẽ còn hồng bên trong như thế này đây. Tiếp theo phi thơm hành tỏi rồi cho hạt bắp luộc, nấm, cải thảo, cải rổ vào xào thơm. Thêm gia vị vừa ăn rồi xốc nhẹ cho thấm đều nhé. Bây giờ thì cuốn rau củ thành chả giò rồi đem chiên vàng đều. Tiếp theo là phần sốt trứng với lá thơm đây. Nhớ cho thêm nước mắm tỏi ớt để có hương vị đặc biệt lạ miệng. Còn chờ gì mà không rưới sốt trứng lên thằng ngoại bò nướng nào. Miếng bò được nướng thơm mềm, kết hợp với chả giò rau củ có vị ngọt tự nhiên. Khi ăn sẽ cho bạn một cảm giác lần lần khó tả, quá mê ly luôn. Cuối cùng, hãy hoàn tất thực đơn thịt bò với một món ăn vô cùng độc đáo nhé! Đầu tiên, cắt thịt bò thành những lát dày vừa phải rồi đem xay nhuyễn nào! Bây giờ hãy cùng tạo hình thành những miếng bánh thịt bò xinh xắn như thế này đây! Tiếp theo, cho ít muối vào nước sôi, rồi thêm vài giọt dầu ăn vào. Trụng sơ rồi vớt nhanh ra. Sau đó cho mì vào khuôn như thế này rồi áp chảo sao cho thật vàng mặt. Tiếp theo cho mayonnaise, dầu lá chanh sắc sợi vào trộn đều để làm sốt. Bây giờ thì nêm một ít muối và tiêu cho bánh thịt rồi đem nướng thôi. Nhìn xem, bánh thịt đang dần sáng lại kìa, quá sức quyến rũ luôn. Rưới sốt mayonnaise thơm lừng mùi chanh lên thịt bò, đậy nắp burger mì trứng lại rồi thưởng thức, cảm nhận tất cả hương vị thơm ngon nhất lan tỏa trong miệng. Còn có cảm giác nào ngất ngây hơn? Nãy giờ mình chơi trò chơi là mình chơi về kiến thức rồi. Bây giờ mình chơi vận động rất đơn giản. Ví dụ bò nhúng giấm, bò lúc lắc gần làm theo thôi. Ví dụ nè, 2, 3, bò nhúng giấm, bò lúc lắc. Hiểu chưa? Dễ không? Thấy em là không đều rồi đó. Rồi chưa? Rồi, hai đội cùng làm nha. Đội nào sai nhiều hơn coi thua. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Bò nhúng giấm. Bò lúc lắc. Rồi chưa? Rồi. Bò nhúng lắc. Cái gì? Bò nhúng lắc nè anh. Nhúng lắc. Rồi. Bò lắc nhúng lắc. Thầy bé. Lắc nhúng nè, đúng không? Nhúng lắc nè. Đúng rồi đó. Ca sĩ vũ đạo hơi tốt. Bây giờ cử từng người đi, ba người làm không quản lý kịp. Rồi chuẩn bị chưa? Bò xúc xích. Có. À không có đúng không? Ơi. Thử thôi. Bò đã lắc nhúng lắc.